Có anh chị nào có kỷ niệm với cái quả bóng nhựa này không? Chắc là không thiếu anh chị và các bạn nếu mà đã từng sống ở quê và có một cái tuổi thơ dữ dội thì chắc là biết tới quả bóng nhựa này. Biết tới việc là trăn trâu cắt cỏ, biết tới việc là nướng khoai trong đồng, biết tới việc là bắt niến, bắt bìm bìm hoặc là đi dán ve vào mùa hè. Và hiện nay thì ở phía Bắc thì chuẩn bị bước sang mùa hè và có rất nhiều ve sầu rồi hoa phượng rồi đi đổ niến ở trong gọi là đổ cái con dế mèn đấy chị bạn. Và gần đây Thắng có làm một cái video về cái câu chuyện đó là đi bắt dế mèn vào buổi tối. Cắt cỏ trăn trâu thì chắc là nhiều người đã từng tắm sông, cắt cỏ trăn trâu, những cái trò vui của trẻ con nông thôn. Rồi mấy cái trò như là gọi là đánh đao, đánh cụ rồi đủ thứ các loại trò. Trò chơi thì nhiều nhưng câu chuyện làm kinh tế ở nông thôn thì làm như thế nào? Và với cái câu chuyện làm kinh tế ở nông thôn, tôi sẽ kể cho anh chị và các bạn nghe thêm một cái câu chuyện nữa, đó là khi mà anh chị và các bạn đã mất hết tất cả rồi thì làm thế nào để mà lấy lại những gì đã mất hay là lại mất nốt những gì đang có. Câu chuyện đầu tiên xin được kể tới đó là cái câu chuyện ở nông thôn thì nó cũng không quá nhiều nghề, ngoại trừ một số vùng quê thì có cái nghề truyền thống nào đó hoặc là có một cái tài nguyên gì đó hay là một cái quê nào đó thì có một cái tài nguyên ví dụ như là núi đá hay là một cái ngành nghề đặc thù nào đó. Ngoài ra thì phần lớn các quê ở nông thôn thì chẳng có việc gì làm ngoài nông nghiệp gọi làm nông, nhưng mà để tăng gia sản xuất để có thể có làm kinh tế đúng nghĩa và làm giàu thì buộc người nông dân và những người có suy nghĩ muốn làm giàu thì chắc chắn phải nghĩ tới đó chính là câu chuyện là chăn nuôi tăng gia sản xuất thêm và làm thêm những cái vụ hoa màu trái vụ. Ví dụ ngoài hai cái vụ đông xuân và vụ xuân hè của lúa thì có thể làm thêm một số cái vụ gọi là vụ trái mùa làm ngô đậu lạc. Và ngoài ra thì gần đây thì ở quê tôi thì có làm thêm một số thứ ví dụ như là trồng thêm mía đường hoặc là trồng ớt hoặc là một số chỗ thì trồng gọi là trồng xen canh, trồng theo kiểu là trồng trồng thêm những cái cây trái mùa, trái gọi là trái mùa, như là gần đây thì họ đang trồng trồng bắp đắng và quả này này trái vụ rồi trồng ổi, trồng trồng quả gì anh chị các bạn, quả dưa dưa leo á, bán cũng khá là thu nhập. Ngoài ra thì có một cái khoản thu nhập khác mà nhiều người cũng đã và đang làm, tất nhiên là chẳng có lĩnh vực kinh doanh nào mà không có rủi ro, thì một trong số đó đó chính là chăn nuôi, nuôi thêm lợn gà và nuôi thêm trâu bò. Thì cái nguồn hoa lợi phát sinh thêm đó chính là nguồn 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 thu nhập để làm giàu. Bởi vì sao? Bởi vì hai vụ lúa và làm những cái công việc đồng áng thông thường thì sẽ giúp cho việc là duy trì có một cái mức lương hoặc là đỡ, hay có thể gọi là lương mỗi năm để có thể duy trì cái việc là sống và sinh hoạt. Còn những cái khoản tăng gia sản xuất thêm thì đó chính là nguồn hoa lợi thu nhập ngoài lương. Mà như một bài một status tôi vừa đăng trên nhóm kinh tế và cuộc sống trên Facebook và anh chị và các bạn đã xem qua rồi, thì buộc là một người nông dân mà muốn làm giàu thì buộc phải làm những việc ví dụ như là phải mua thêm cặp lợn, lợn gọi là lợn nái hoặc là một cặp bò, bò cái để nuôi dưỡng và mong nó sẽ không chỉ là đem lại cái hiệu quả kinh tế về bán lấy thịt mà cặp bò cái thì thường là sẽ có sinh nở và sẽ có thêm cặp me con, cặp bê con để sau đó thì nuôi lớn lên nữa thì cũng nếu như mọi chuyện mà nó ổn thì sẽ có một cái khoản thu nhập cũng không tương đối lớn so với nông thôn. Và hiện nay thì ở quê tôi thì rất nhiều người hiện nay đang làm cái việc đó. Ở bên cạnh Thắng đây, bên này, đây là cái máy xay cỏ anh chị bạn. Đây là cái máy xay cỏ này anh chị bạn này. Đó, đây là cái máy xay cỏ. Còn phía sau tôi là một cái bó cỏ gọi là cỏ voi. Hiện nay thì cỏ voi thì có thể là trồng được trên những cái đất gọi là đất cằn, đất đất mà gọi là không thể canh tác hoa màu tốt được nữa.
hoặc là đất của anh có thể gọi là đất ở ngoài đê, giống như là những video mà Thắng quay ở ngoài đê. Thì tất cả những cái chuyện đó chính là làm giàu anh chị bạn. Làm giàu không phải là câu chuyện phân tranh giành giật thắng thua, và làm giàu chính là tìm kiếm những ngoài ngoài những cái nguồn thu nhập gọi là thông thường thường xuyên, nó gọi là nguồn thu nhập ngoài lương, thì chúng ta phải tìm kiếm một cái khoản thu nhập khác ngoài lương. Ok, ở nông thôn thì nghe có vẻ tương đối dễ, thực ra thì không dễ một chút nào, cũng chẳng dễ mấy đâu anh chị và các bạn, bởi vì làm nông nghiệp và chăn nuôi thì nó thường có những cái rủi ro mất mùa, hoặc là rủi ro được mùa nhưng mà giá cả lại không tốt. Lý do là bởi vì người nông dân và đặc biệt ở nông thôn thì rất khó có thể bao tiêu sản phẩm của mình, vì là do là mỗi nhà thì chỉ có vài sào thôi, cái khối lượng không đủ để có thể ký hợp đồng bao tiêu, và cũng không không nói chung thực sự mà nói thì gần như là chúng ta bán theo cái hình thức là đến đâu thì tính đến đó, chứ không chưa làm được câu chuyện là đồng bộ cả một xã hoặc một huyện làm một cái lĩnh vực nào đó để có những hợp đồng bao tiêu, giống như là trồng thanh long ở Bình Thuận hay là giống như là trồng một số thứ, mặc dù là có bao tiêu nhưng đôi khi cũng vẫn phải giải cứu. Thì ở nông thôn nó có những cái rủi ro như vậy, được mùa mất giá, được giá mất mùa, hoặc là trời thời tiết quá xấu dẫn đến câu chuyện đó là toàn bộ công sức đổ xuống sông xuống biển. Chăn nuôi thì sao? Chăn nuôi thì đôi khi đôi lúc nó có dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi hoặc là dịch lở mồm long móng ở châu bò, rồi rất nhiều các cái dịch bệnh có thể khiến cho cái nguồn gọi là nguồn 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 cung thức ăn của châu bò nó bị ảnh hưởng, như của lợn gà nó bị ảnh hưởng, hoặc là rất nhiều những cái dịch bệnh tại địa phương nó hoàn toàn có thể xóa đi tất cả những cái công sức. Thì tất nhiên thì làm cái gì cũng cần phải có sự nghiên cứu kinh nghiệm khoa học áp dụng vào trong cái việc là phòng chống dịch bệnh, cũng như là những cái lĩnh vực liên quan đến học thêm những cái kiến thức về 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 chăn nuôi để có thể cải thiện về cái gọi là cái chất lượng cho những cái ruộng của mình, cũng như là cho những cái việc phòng ngừa trong cái việc dịch bệnh. Rồi, câu chuyện nông thôn thì nó như vậy. Vậy câu chuyện ở ở ở gọi là ở thành thị thì sao? Rất nhiều những bạn trẻ đang ngồi trước màn hình tháng đây thì có thể đang làm một ngành nghề gì đó, và sau nhiều năm công tác, sau nhiều năm làm thì những nhờ vào tích lũy và nhờ vào tiết kiệm và những cái đồng tiền, ví dụ như cắt một phần trong lương tiêu không hết để dành tiết kiệm, rồi một phần nữa là do những cái khoản tiền thưởng cuối năm, rồi có thể là do một lý do gì đó mà có thể bố mẹ cho trong khi cưới xin thì có thêm một cái khoản khoản để dành, hoặc là nhờ vào việc kinh doanh cái gì đó, ví dụ như là bán đất bán đai gì đó ở quê, hoặc là bất kỳ một cái gì đó có tiền đang để ở ngân hàng và muốn 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 thay đổi cuộc sống bằng việc đó là về cái việc đó là nói nôm na đó là kiếm cái nguồn cái nơi để đầu tư, và chẳng may thì anh chị và các bạn trong quá trình đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm thì mất hết cái số tiền, mất hết tất cả những thứ mình đã tích lũy trước đó, và tâm lý thì rất là bất ổn. Vậy thì cái câu chuyện bất ổn như vậy thì chúng ta xử lý như thế nào? Cái câu chuyện bất ổn như vậy thì chúng ta nên làm gì để lấy lại những gì đã mất? Hay là chúng ta lại làm một cái động tác, tức là gọi là nôm na là mất nốt những gì đang có? Thì chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về cái chủ đề này. Và đặc biệt là đây là một trong những cái chủ đề rất là hữu ích đối với những người hiện nay đang gặp những cái khó khăn tương tự như vậy, tức là đã mất đi những gì đang có, đã mất đi những cái khoản tiền mà đang đầu tư, mà đang có trong một cái tâm trạng rất là xấu. Thì đây là những cái trải nghiệm cá nhân có thể sẻ chia thật lòng thật tình với anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn có thể khắc phục những cái vấn đề hiện nay, cũng như là tìm một cái giải pháp để có thể lấy lại những gì đã mất, và có thể gọi là vẫn tiếp tục được cái chặng đường cố gắng tìm cái giải pháp để thay đổi cuộc sống của mình, và có thể có thêm nhiều kinh nghiệm, có thể có thêm nhiều kiến thức để thay đổi cuộc sống của những người xung quanh. Hy vọng anh chị và các bạn sẽ cảm thấy thú vị và đón xem cái phần chia sẻ thứ hai, là phần 2 của video này trong ngày mai. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.